Dạ em Hoa Lan Thanh Mai xin mến chào tất cả quý cô chú bác anh chị em bạn bè yêu lan trên toàn quốc ạ. Trên buổi sáng nay tiếp tục lên những mặt hoa lan đẹp cho các bác chọn nha. Kiều, Đai Châu Thái toàn màu hot các bác nha. Mà nó mưa cả tuần nay cho nên là hoa nó đã bị phai tàn rồi. Cô chú bác anh chị mua hàng gọi điện trực tiếp vào số 0372094157 giúp em nhé. Ấy Kiều các bác kìa. Ở bên em ship hàng toàn quốc và ship nhanh nha cả nhà, Sơn Thủy Tiên luôn. Để em sẽ lên Châu trước nha. Lên Sơn Thủy Tiên đi. Này 150 một chậu các bác nha. Em thấy là nó đang nứt mắt nụ rồi. Có cái thì chui ra rồi này. Sơn Thủy Tiên 150 một chậu. Cái này hoa em để trên màn hình các bác nha. Thơm lắm. Dòng đấy thơm kinh khủng luôn. Cái này Kiều Vuông Lộc Bắc này. Mặt hoa thì đây rồi các bác nha. Kiều Vuông Lộc Bắc bông trắng này. Hoa vàng này các bác này. À quên, lưỡi vàng đẹp lắm. Kiều khi mà nó nở là các bác thấy nó đẹp lắm luôn ý nha cả nhà. Đấy. Ui tay em bận quá. Rồi cái này Kiều Vuông Lộc Bắc các bác nha. Đấy. Cây rất là khỏe mạnh, đến Tết này các bác được một chậu to đẹp nha. Các bác lấy hai chậu về mình làm một chậu tác phẩm, mình ghép vào chậu gỗ ấy, đẹp lắm. Đấy, Kiều Vuông Lộc Bắc này. Ờ 100 đây ạ, toàn những chậu đẹp nha, toàn những chậu đẹp, hôm nay em để 190 luôn. Đấy, toàn những chậu lùm xùm thôi, 190 một chậu các bác nha. 190 một chậu, bác nào lấy chậu hoa này thì bảo em luôn nhá. Hoa thì cũng chưa biết ở đâu. Cái này là Kiều Tím Mẹ Yên Tử các bác nha. Tím Yên Tử, cái này là nhân giống từ cây mẹ trong vườn các bác nha. Đẹp lắm, lá dày bịch này, mặt hoa trên bài các bác nha. Tím Yên Tử. Tím Yên Tử này cũng 180 một chậu các bác nha. 180 một chậu này, lá dày bịch này. Còn cái này là mỡ gà các bác nhá, vàng mơ. Đấy, màu vàng mơ các bác nha. Màu đẹp lắm, nó không như những cái kiểu kia đâu các bác nha. Cái này cũng 180 nhá. Đấy, vàng mơ 180, mỡ gà các bác nha. Bây giờ em sẽ lên Châu cho các bác chọn nhá. Hôm nay mưa lắm, mưa cả tuần nay rồi. Cho nên là hoa nó cũng bị phai rồi các bác. Cái này đỏ đốm này. Một chậu đỏ đốm này toàn bộ cây lá mít xếp rất là đẹp nha. Toàn bộ là lá mít xếp, cây rất là đẹp. Về các bác ghép vào chậu nha. Với lại một cây cam nữa. Một đỏ đốm và một cam nữa. Cô chú bác chị lên giúp em là 280k nhá. 280k mã số mã số K1 nhá. K1 ạ. Em sang K2. K2 là một cây cam lửa này. Cây to đẹp lắm các nha, mít này. Đấy, hoa chỉ thiên luôn các này. Hoa chỉ thiên luôn. K2 các bác lên giúp em là 150k luôn. Rồi em sang K3. Cái mặt hoa này là mặt hoa đột biến trắng lưỡi vàng nha em các nhá. Mặt hoa trên bài lúc mới nở cực đẹp các nha. Đấy, một bông hoa trắng tinh khôi điểm thêm một lưỡi vàng vào các nhá, cực kỳ đẹp, cực kỳ ý nghĩa luôn cho cái mặt bông hoa này. Mặt bông hoa hot nhất năm 2023 nhá. Nó là mặt hoa đột biến luôn. Đấy, chưa có nhà bác nào có đâu. Ờ cái này là hoa chỉ thiên các bác nhá. Đấy, hoa chỉ thiên luôn, cần hoa rất là dài. Chậu đấy, chậu số K3. K3 cô chú bác chị lên giúp em là 250k nhá. K3 250k, cây to đẹp. Rồi em sang K4. K4 em lên combo nhá. Một cam lửa này. Cam lửa đỏ đấy nhá. Cam nhà em toàn cam lửa đỏ thôi. Chỉ có cam lửa đỏ thôi, lâu lâu có cây cam vàng. Một cây đỏ các nhá, một cây đỏ này. K4, đấy một cam lửa một đỏ. Cô chú bác chị lên giúp em là 280k K4. Quay xong là phải mang vào trong nhà, không hiền. Mai mới đóng được cho các bác. K5 các bác nhá. K5 cái này là đỏ đốm. Đấy, tặng thêm một ngé các bác nhá. K5 là 150. K5. Các bác gộp đơn cho em nhá. K6 là một em cam vàng này, một em cam vàng lá mít nha, vẫn còn một nụ nha. Một em cam vàng lá mít vẫn còn một nụ, cây toàn cây khỏe mạnh các bác nhá, đẹp lắm, bộ rễ khỏe. Một cây cam vàng và một cây hồng cánh sen này. Các bác nhá. K6 này em lên là đây ạ. Một hồng cánh sen. Vẫn còn một nụ luôn, cây kia cũng còn một nụ luôn. K6 này cô chú bác chị lên xem là 350k. Rồi em sang K7. K7 là một em hồng cánh sen này. Một em hồng cánh sen với lại một em đỏ sắc pháo. K7 một em hồng cánh sen với một em đỏ sắc pháo. Cô chú bác chị lên giúp em là 300k. K7 300k nhá, cây to. K7 300k cây to. Tiếp tục K8. Trắng lưỡi vàng nha em có nhá. K8 trắng lưỡi vàng chậu hai cây này. Cây rất là khỏe đẹp, mùa này nó đang mưa xuân các nhá. Các bác về thay thay chậu rồi thì lên lũa rất là đẹp nhá. Đấy. K8
K8 này cô chú ba anh chị lên giúp em là 270k. K8 là 270. Em sang K9. Đây hai cây trắng lưỡi vàng to đẹp các nha. Cần hoa rất là dài. Đấy. K9 cô chú ba anh chị lên giúp em là 480k nhá. K9 là 480k. Rồi em sang K10. K10 là trắng tinh các nha, trắng tinh. K10 là trắng tinh cô chú ba anh chị lên giúp em là 180k K10. K11 cái này là tím đốm các nha. Tím đốm mà là cây chỉ thiên. Đấy, hoa cũng rất là đẹp, hoa rất là dài. Đấy. K10 cô chú ba anh chị lên giúp em là 200k K10. Em sang K11. K11 cũng là em trắng lưỡi vàng các bác nhá. Các bác lên xem là 200k. K11 200k. Cây mít đẹp. Rồi em sang K12 là một đỏ đốm này. K12 một đỏ đốm này. Và một em tím đốm này, tím đốm lá chỉ thiên, hoa cũng chỉ thiên. Lá chỉ thiên và hoa cũng chỉ thiên các bác nhá. K12. K12 cô chú ba anh chị lên giúp em là 350k nhá. K12 là 350. Em sang K13. Cái này là cam, hai cam nhá, hai cây cam. Một cây cam lửa và một cây cam vàng. Đấy. K13. K13 cô chú ba anh chị lên xem là 270k nhá, 270k chậu hai cây. Đó. K13 nụ hoa về các bác ngắm nhá. Em sang K14, trắng lưỡi vàng nha em các nhá, trắng lưỡi vàng hai cây mix set rất đẹp. K14 cô chú ba anh chị lên giúp em là 400k nhá. K14 là 400k. Đó rất là đẹp. Cô chú ba anh chị vào mua hàng ủng hộ Hoa Lan Thanh Mai theo số điện thoại là 0372 094157. Xin chào và hẹn gặp lại.